Xôn xao hai con cá sấu trên 100kg sổng chuồng do ngập úng ở Yên Bái. Chính quyền địa phương đang xác minh thông tin hai con cá sấu sổng chuồng do ngập úng ở Yên Bái nhưng khả năng cao là chính xác. Tối ngày 9 tháng 9 trên mạng xã hội xôn xao thông tin kèm hình ảnh về việc có hai con cá sấu của một hộ dân trên địa bàn phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái bị sổng chuồng ra ngoài do mưa lũ ngập. Bà Đặng Thị Mai, quyền chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết đang xác minh thông tin nhưng khả năng cao là chính xác. Theo bà Mai, trên địa bàn phường có gia đình của ông Thiện Nga ở khu đầm sấu, có nuôi hai con cá sấu, mỗi con nặng hơn 100kg. Vào chiều cùng ngày, người dân tới giúp gia đình của ông A di dời tài sản do nước lũ dâng cao, nhưng không tìm thấy hai con cá sấu khả năng cao đã thoát ra ngoài.